Xin kính chào bà con, chào các bạn. Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây Giống Tam Đảo. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian ra vườn để làm những video ngắn về các loại cây giống. Bà con có thể nhìn thấy ở đây là chúng tôi đang nhân giống và phát triển thêm một loại giống nữa. Vẫn là trong những loại cây lâm nghiệp, cây công trình. Đây là cây giáng hương. Giáng hương này nó không phải là giáng hương đỏ mà là giáng hương vàng. Một trong những loại cây giáng hương đang được ưa chuộng hiện nay, lá thơm. Và cái thứ hai nữa là hoa nó ra rất là đẹp. Thì bà con có thể nhìn thấy ở dọc hai bên đường những cái khu đô thị mới xây hoặc là những khu đô thị mới quy hoạch, họ đã trồng những cây công trình giáng hương. Và cái mùa vừa rồi là tháng bắt đầu chớm hè đấy, tháng 5 ấy, bà con chúng ta có thể nhìn thấy là hoa của cây giáng hương, hoa vàng rất là thơm và nó rất là đẹp đấy. Chính vì vậy hiện nay là ngoài ra thì cái gỗ của cây giáng hương thì nó cũng khá tốt để cho sau này chúng ta trồng và thu hoạch cả gỗ. Cái thứ hai nữa là vừa trồng cảnh quan đô thị, chính vì vậy cái thị trường của nó rất là mở. Chúng ta vừa có thể trồng bán cây công trình và chúng ta cũng có thể vừa trồng cây thu gỗ. Một trong những loại gỗ cũng khá là tốt hiện nay, nói chung là gỗ giáng hương vàng. Thì đây là giáng hương hoa vàng nhé. Còn là giáng hương hoa đỏ thì chúng tôi hiện tại năm nay thì lại không làm giáng hương hoa đỏ. Đấy, cây thì tiêu chuẩn thì bây giờ nó trung bình chiều cao từ 30 phân rồi, cây phát triển rất là tốt. Đấy. Thì về cái mùa này thì cái cây giáng hương nó phát triển rất là nhanh. Còn ví dụ mùa lạnh mà sương muối xuống này nó hơi vất đấy. Chính vì vậy mà bà con là trồng một cái mùa lạnh rất là hợp lý. Đây cây đây, cây này phải 40 phân rồi, 40 phân cây phát triển rất là tốt. Hiện nay đang được nhân giống tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi. Thì hàng năm thì chúng tôi vẫn cố gắng để làm sao mà làm được đầy đủ tất cả các loại cây lâm nghiệp để đủ phục vụ cho bà con. Nhưng mà tuy nhiên thì cái thị trường hiện nay nó có khá nhiều cây và tùy từng vùng miền thì sẽ có từng cái thế mạnh riêng cho mình để phát triển từng loài cây giống cũng như là một số các loại cây dược liệu. Chúng tôi thế mạnh của chúng tôi là cây lâm nghiệp và cây dược liệu. Như bên này chúng tôi đang làm cát sâm. Đấy. Nhưng mà cái video này thì chúng tôi chỉ muốn truyền tải cho bà con là cái giáng hương hoa vàng này thôi. Đấy, bà con ở các miền tổ quốc từ các tỉnh miền Bắc cũng như miền Nam, chúng ta có nhu cầu mua cây giáng hương thì cứ liên hệ trực tiếp với đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi. Thì chúng tôi đã để số điện thoại bên dưới màn hình rồi, bà con chỉ việc liên hệ hoặc trực tiếp theo đường dây nóng bà con áp Zalo. Thì để cho đội ngũ của chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp cũng như là chuyên gia hàng đầu về cây giống, các loại cây lâm nghiệp, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, một cái kỹ thuật cách trồng, phát triển, chăm sóc hàng năm như thế nào để cho nó hợp lý. Thì bà con nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển, và chúng tôi có thể cập nhật hàng ngày cho bà con những cái video thực tế về cây giống hiện tại ở vườn cây của chúng tôi, và bà con có thể chúng ta tham khảo, chúng ta mua và chọn cái thời điểm mua để trồng thích hợp nhất cho khu vườn cũng như là những cánh rừng của mình. Đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Rất vui khi bà con đã theo dõi và xem video của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều.